Xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê của cá tầm tổ quốc. Hôm nay tôi quay nha một clip gồm 9 cái con nha anh em. 9 cái này gồm chất liệu là chất liệu carbon, thì sẽ phần bên đây là hàng cắm gốc, hàng anh em đánh tái. Còn đây hàng chi nhánh đánh lăn xê nha. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu hàng lỗi không clip nên đó, xem nhanh lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất là một cây cần một khúc, dạng cần này dạng của máy Nhật Ấn Độ nha anh em. Đó. Thì bát là bát Fuji, đó bát Fuji, fan là fan Fuji nòng súng đây, đó. Cần còn rất là mới như này. Ok đó. Thì giống như mấy Nhật cũng dư bộ fan này, độ lên cần một khúc này chơi nè, đó. Dạng này câu trên tàu, trên ghe, trên bè. Fan nòng súng nha mọi người. Đó. Anh em dính bụi em chưa làm nữa nè. Fan nòng súng lỗi xít hết nha anh em. Fan là fan Fuji. Đó. Đẹp nha. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, 50-80. Đó. Độ cứng ra tầm khoảng 50-80. Thì cái này dài là 1m16, đọt là 1 ly 9, nặng là 270g. Độ cứng 50-80, bát Fuji, fan Fuji nồng súng. Rồi, giá công khai cái thứ nhất, giá công khai là 800k cộng ship nha nè. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 vẫn là một cây cần của máy nhiệt độ lại. Đó. Thì bát là bát Fuji đây anh em, đó bát là bát Fuji đây anh em. Thì cái này được độ bộ phen là bộ phen lá nha mọi người, đó. Thấy không? Bộ phen này bộ phen lá biển luôn á chứ không phải lá thường. Bộ phen lá thường nó sẽ có mấy cái lá nữa lên thôi, cái này nguyên bộ trăng luôn, đó. Fuji hết nha mọi người, lá xít hết nha, Fuji hết luôn, đó. Bộ Fuji chống sắn luôn, đó. Đây anh em, đó. Cây khá cứng mọi người, dạng này dạng anh em đánh đáy đánh biển nha, đánh đáy đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền, săn hàng. Thì cây này dài là 1m1, đọt là 2 ly 5, nặng là 285g. Độ cứng cây này ra tầm khoảng 80-100 nha anh em, độ cứng ra tầm 80-100. Test độ cứng cho anh em luôn nè, còn khá là ok nha mọi người, đó. Nguyên bộ phen lá 1 2 3 4 5 6, cái đầu vuông nữa là 7. Thì bộ phen này anh em ra ngoài mua cũng ra tầm khoảng 500-600 ngàn một bộ rồi đó. Rồi giá công khai cây số 2, giá vẫn là 800k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây hàng một khúc, hàng của máy nhiệt độ lại đó anh em. Sơn tùm lum quét tùm lum trên nè, nó cần sao thì nó anh em vậy thôi. Bát cũng là bát Fuji nha anh em, bát cũng là bát Fuji. Thì cái này được máy nhiệt độ là bộ phen bơm nha anh em, bộ phen bơm đây. Đó. Bộ phen bơm đỏ xám nè, đó, bu là bu biển nè, đó, đỏ xám luôn nè. Đây nè, phen Fuji rõ ràng nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Đây nè, Fuji rõ ràng nha, đó. Nguyên bộ phen bóm nha mọi người. Đó. Thì cây này vẫn là một cây cần một khúc, dạng anh em đánh ghe, đánh bè, đánh thuyền. Thì cây này dài 1m05 thôi nha anh em, đọt là 3 ly 8, đọt là 3 ly 6, nặng là 250g. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 100-120 nha mọi người, đó, 100-120. Một khúc nhìn khá là chắc tay. Thì cây này anh em đánh trên bè, đánh cây này rất là ok nha mọi người. Rồi giá công khai cây số 3 là 700k cộng ship nha. Rồi tiếp theo cây số 4. Cây số 4 là dân người một cây vít biển. Thì cây vít này những clip trước em cũng có lên rồi, nhưng mà khách đặt, nhưng mà chỗ khách cách ly á không nhận được nên em đăng lại. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật nha anh em. Foil là foil carbon, đó, foil carbon. Fan là fan hãng nha anh em, fan hãng. Chất liệu carbon nè, dạng sắt nhít nè, đó. Bu là bu xít nha, bu xít trong sẵn đó, hàng nội địa nha mọi người, đó, hàng lấy từ thị trường Nhật về luôn, bát tại bát hãng đây, đó. Hàng cắm gốc nha anh em. Thì cái này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, thì nặng là 260g, đọt là 2 ly 7. Cái này độ cứng ra tầm khoảng đâu đó, cái này ra tầm khoảng 80 nha anh em, độ cứng 80-100 luôn á, độ cứng khá cứng. Thôi còn rất là mới nha mọi người, đó, thôi còn rất là mới luôn.
Dạ anh em về đánh dứt biển nè anh em, đánh dứt biển thôi, đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Dạng cầm, dạng cắm gốc nha anh em. Đó. Cá đẹp nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 4. Giá công khai là 800k cộng 850k cộng ship nha anh em. Đó, cây số 4 là 850k cộng ship. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 nên cho người là một cây cần cắm gốc lỡ. Thì cái này là một cây cần của Sohas anh em, Sohas Hunter. Cái này hình như của Korea xuất nhập. Thì cây này dài 1m8 nha nè, dài 1m8. Phen là phen xít nha nè, ở lòng phen là phen Fuji bóm lỗi xám nè, dòng Fuji bóm lỗi xám nha nè. Đó, phen ok hết nha mọi người. Đọt thì đọt sẽ thủy tinh, góc là góc carbon nha nè. À, gốc carbon phôi bông. Đó. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 130 đến 150 nha anh em, dài 1m8, độ cứng 130 150. Hàng đánh đáy nha, đó, đánh đáy ghe bè thuyền săn hàng. Thì cái này nặng là 320g, hoặc là 3 lít 4, giá cũng 500k cộng ship. Tiếp theo là cây hiện hàng đánh lăn xê nha anh em. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 đó cho người là một cây cần Ruby. Đó. Thì cây Ruby này là một cây Ruby dài 3m9, cứng 50. Bát là bát Fuji tam hoàng, phen là phen Fuji. Ở xám hết. Đó nè. Đây nè, phen rất là đẹp nha nè. Chứ ở trong rất là đẹp luôn. Đó. Phen thì ok hết nha nè. Đó. Phen keo chỉ ok hết. Bu xít nha, bu xít mà chè. Chắc liệu là chất lượng carbon nha, super carbon này, siêu carbon, độ cứng 50 và 3m9. Đó. Hàng Ryobi nha anh em, hàng Ryobi. Đó, tem là fan. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng nè, đó, và 3m9. Hàng này dài cho anh em lắng đánh lăn xê nha, đánh lăn xê, cột chép, cột trôi, đó. Anh em cột tra cũng được luôn, dạng đánh địa hình rộng. Rồi, giá công khai cái này là 1 triệu cộng ship nha anh em. Đó, giá 1 triệu cộng ship thì cái này nặng là 470g, đọt là 2,5 lít. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 thì nó cũng giống cây số 6 thôi. Đó, một cặp giống nhau. Này, thì phen chỗ này thì đảm bảo anh em còn rất là chắc nha anh em. Đó, mình bị ố một tí thôi, không ảnh hưởng gì hết. Phen còn rất là mới nè, sứ ở trong còn rất là mới luôn nè. Đó. U là bullshit như này, bullshit. Thì cái này quẳng dài 3m9, cứng 50. Hàng quẳng đánh lăn xê, đánh cha. À, đánh cha cho tình hình rộng rãi chút. Dạng câu cảm giác, à, câu giặc bờ biển, câu gần. Thì cái này nặng là 470g, đọt là 2,5 lít. Giá công khai quẳng là 1 triệu. À, cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 đã cho người là cây Sunfish. Thì Holy Kid, thì phen vẫn là phen Fuji cánh bấm lỗi xám đây nè, đó khá là đẹp nha. Bát là bát Fuji tam hoàng, đó đây nè, hàng Sunfish. Thì cái này là cây carbon thay da nha nè, double carbon đây, đó dạng carbon thay da. Bu là bu xám, bu là bu Fuji xám nha nè. Đó, phen này đây nè, keo cái này thì nó bị rạn rạn thế này đây, đó dẫn nắng anh em, đó. Rất là chắc nha nè, đó. Dạng này bao chắc rồi, không xúc gì đâu, đó. Không rung rinh luôn. Càng ngoại hình là khá đẹp nha mọi người, đó. Không có xước nhiều chứ. Đây nè, carbon nó đang ít đây nè, đó. Đây, nó rạn keo một tí thôi nha nè, do để ngoài nắng nhiều thôi, đó. Dạng hai da đây. Nên hai da là double carbon đó, carbon hai lớp nên nè. Thì cái này dài 3m6 cứng 60 nha nè, dài 3m6 cứng 60, độ cứng đầy ít. Thì cái này vẫn là cái hàng đánh lăn xê, đánh trà, đánh chép cho anh em nha. Đó, câu giặc bờ biển. Thì cái này nặng là 370g, độc là 2,8 lít. Giá công khai cây này 1,1 triệu cộng ship nha nè. Đó. Cây số 8 1,1 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây cuối cùng, một cái hàng nội địa. Thì cây cuối cùng nó lên cho người là một cây hàng của Senwa, hàng nội địa cho anh em.
Thì cái sen qua này là một phôi bông nha nè, đây nè, phôi bông đây. Đó, hàng chất liệu carbon. Đây, phôi nó đây. Đó, có bình dị lỏng luôn nha anh em. Thì bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Dạng cái này làm nhỏ gọn nha anh em, fan là fan Fuji cánh bướm. Thì cái này dài 3m3 anh em, dài 3m3, cứng ra tầm khoảng 50-80 nha anh em, cứng ra khoảng 50-80. Dạng này cho anh em câu lăng xê, câu tra, câu chép. Đó, bên dọc bờ biển. Ngoại hình còn rất là sáng luôn. Đó, cái này sáng. Màu trắng nha anh em, trắng ngọc trinh. Đó. Khá là sáng luôn. Đó, cái định vị lắm đàng hoàng. Đây nè, xe bên đây. Đó. Mình dễ đây. Đó. Rồi, giá công khai cây cây số 9 thì cây số 9 này nặng là 360 g, độc là 2.3. Giá công khai cây số 9 là 1.2 triệu cộng ship nha anh em. 1.2 triệu cộng ship. Phen định vị đàng hoàng hết, hàng nội địa xin qua. Tem. Rồi, đó tổng chính cái cần em cho hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt để em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn em.